các bạn đến với trò chơi nghe người cá. Trò chơi này nghĩa là Hello. Chuẩn bị đụng với bạn này thì bạn này nó ke. Thì sẽ không bị đụng, nhưng mà tôi lấy 1, 2, 3, 4, 5 là tôi có bị đụng bạn đó nha. Nên bạn đó phải chạy. Chào mừng các bạn đến với trò chơi ke người cá nha. Cách thức chơi ken người cá là những bạn bị đụng sẽ thua. Nên để không bị thua, các bạn phải nói ken. Thì Tion sẽ dừng lại, đếm từ 1 đến 5 mới được quyền dí bắt các bạn. Thì trong thời gian đó các bạn có cơ hội để chạy thoát. Còn nếu các bạn nói người cá thì Tion bỏ đi kiếm bạn khác để bắt. Nhưng bạn phải đứng yên tại chỗ để chờ người khác đến giải cứu. Chơi trong phạm vi cho phép, bạn nào chạy lên bờ cũng sẽ bị thua. Và trong vòng 15 phút nếu không bắt hết được các bạn thì Tion bị thua, phải chơi tiếp. Còn nếu Tion thắng thì trò chơi kết thúc. Cảnh báo, đây là trò chơi vận động thể chất cực đã. Những bạn nhát gan yếu tim không nên tham gia, nhất là mấy bạn không biết bơi, dễ bị uống nước lắm á.